Tỉnh đoàn vừa ban hành kế hoạch về phát triển đoàn viên thanh niên trở thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024. Trong đó mục tiêu đặt ra là 100% tổ công nghệ số cộng đồng các cấp lấy lực lượng cán bộ đoàn viên thanh niên làm nòng cốt, tối thiểu 60% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 85% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ và cải thiện chỉ số DTI tỉnh. Các nhóm giải pháp trọng tâm gồm tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năng lực số và vai trò của tổ chức đoàn trong chuyển đổi số phát huy vai trò nòng cốt đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số tham gia thúc đẩy thực hiện xã hội số tham gia đầu tư nâng cấp hạ tầng số thiết bị số tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên